Phát ngôn của Trịnh Thăng Bình ngay giữa lúc Han So Hee vướng ồn ào tình ái đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ đang cố tình ké phim drama tình ái của các ngôi sao Hàn Quốc. Những ngày qua, câu chuyện tình cảm bùng binh của Han So Hee, Ryu Jun Jae, Hyeri đã và đang tiếp tục gây sốt khắp mạng xã hội châu Á. Cũng chính từ drama này, Han So Hee từ một nữ diễn viên được yêu thích, phút chốc trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng vì bị cho là trà xanh trong mối tình cũ của cặp đôi Redline 1988. Sự việc càng thêm căng thẳng khi Hyeri, người được cho là nạn nhân trong vụ việc, đã phải đăng tâm thư xin lỗi vì chuyện Han So Hee hẹn hò với tình cũ Ryu Jun Jae. Không những thế, động thái cười cợt của Han So Hee ngay sau khi Hyeri đăng đàn xin lỗi đã nhận về nhiều lời chỉ trích từ công chúng. Hàng loạt bình luận nhận định Han So Hee có một lỗ hổng nặng về tính cách, giáo dục, thậm chí nhiều người còn cho rằng chính nữ diễn viên đã nhờ quyền lực ngầm nhằm ép buộc Hyeri phải công khai xin lỗi. Tuy nhiên, ngay giữa lúc dư luận đang xôn xao, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình bất ngờ gây chú ý khi có động thái thể hiện sự yêu thích với Han So Hee. Cụ thể, nam ca sĩ chia sẻ clip Han So Hee vui vẻ tại sân bay khi trở về Hàn Quốc từ kỳ nghỉ ở Hawaii với Ryu Jun Jae và bày tỏ anh vẫn thích em và càng thích vì tính cách của em. Động thái này của Trịnh Thăng Bình nhanh chóng gây nên những tranh cãi ở phần bình luận. Nam ca sĩ Vbiz bị chỉ trích vì bênh vực cho nữ diễn viên đang vướng lùm xùm về tính cách, đời tư, thậm chí nhiều khán giả còn thể hiện sự thất vọng vì cho rằng Trịnh Thăng Bình đang cổ suý cho tư tưởng yêu đương sai lệch, ủng hộ trà xanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khán giả cho rằng việc hâm mộ yêu thích ai là quyền của mỗi người, chưa kể việc Han So Hee có thực sự là trà xanh hay không vẫn chưa có đáp án chính xác, nên việc chỉ trích nữ diễn viên lẫn Trịnh Thăng Bình là điều không nên. Trước những tranh cãi của cộng đồng mạng, Trịnh Thăng Bình mới đây cũng lên tiếng giải thích thêm về bài đăng của mình. Anh chia sẻ, anh cũng là fan hâm mộ như tụi em, xem phim anh thích lắm, còn chuyện đời tư của người ta anh không dám ý kiến vì chắc gì những gì tụi em biết đã là sự thật đâu, nên thôi, vẫn xinh đẹp và đóng phim hay nên anh vẫn cứ thích thôi. Trước đó, Trịnh Thăng Bình cũng nhận về bão chỉ trích khi đăng ảnh chụp cùng ca sĩ Hiền Hồ, người từng vướng ồn ào bé ba. Bức ảnh ngay sau khi đăng tải lập tức vấp phải sự phản đối của khán giả. Dưới phần bình luận của bài đăng, cư dân mạng tỏ ra thất vọng vì Trịnh Thăng Bình chơi cùng gương mặt tai tiếng. Cũng chính vì vụ việc này mà tài khoản cá nhân của Trịnh Thăng Bình đã mất khoảng 3.000 người theo dõi. Rất thích Trịnh Thăng Bình nhưng sau hình này xin phép bỏ theo dõi. Kiếm tiền nhờ khán giả mà coi thường khán giả, cần phải tẩy chay Hiền Hồ triệt để. Cư dân mạng bình luận. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả bênh vực nam ca sĩ cho rằng việc Trịnh Thăng Bình giao du với ai là quyền cá nhân, không thể chiều theo sở thích của dư luận. Cuối năm 2022, chủ nhân bản hit Người ấy vướng tin đồn hẹn hò Hiền Hồ khi khán giả nhận ra cả hai cùng đăng hình trượt tuyết tại Hàn Quốc. Trịnh Thăng Bình sau đó phủ nhận và nói anh đi nghỉ cùng gia đình, hoàn toàn không có công việc kết hợp hay quay chụp hình cho dự án âm nhạc nào, việc hai người check-in ở nơi trượt tuyết chỉ là trùng hợp.